toàn bộ số liệu xây sẽ là như thế này. Tổng số chúng ta sẽ thu được là 17.980.000 tỷ là tiền thu. Tức là số thu theo số đóng là được 14.400.000. Thu lần này tôi được biết là đến bây giờ chúng ta được tiền thu một số tổng cộng chết như thế, chúng ta còn chết là cái khoản thì chỉ còn tí. Nghĩa là các cụ vâng cho là đấy. Không bi quan, không khó khăn như cái buổi đầu người ta nói là đó là khó khăn, nhưng mà đến bây giờ thì không được cái khoản nào đó. Thời gian thi công là 1 tháng 20 ngày. Và chúng tôi thống nhất được cái hiệu quả của xây dựng là thế này, là chủ trương đúng, giải pháp hiệu quả, thi công tích cực, kỹ thuật tốt, có bố cục hợp lý, mọi người tích cực và có trách nhiệm của mình. Đấy thì tôi thấy là cái xây dựng này thành ra thì tôi không dám nói nhiều vì không có thời gian. Tôi thấy là cái chủ trương đúng, ở nhà có nhiều chủ trương lắm đâu ạ, nhưng mà riêng cái chủ trương này xây dựng là rất đúng. Giải pháp hiệu quả, thi công tích cực, kỹ thuật tốt, bố cục hợp lý, mọi người tích cực, trách nhiệm. Và đến bây giờ thì mọi người chuẩn bị thăm ra những cái chúc các bạn và các khách quý cùng toàn thể anh em con cháu trong nội tộc của gia đình hôm nay được sự ủy quyền của anh cháu và các cụ trong tộc góp thay mặt cho dòng họ, lời đầu tiên cháu xin chúc chân thành cảm ơn và có lời chúc sức khỏe tới các cụ, các ông chủ và các bà và các vị khách quý cùng anh em con cháu về dự lễ khánh thành nhà thờ tổ có đoàn đình hôm nay. Kính thưa các cụ, đồng bào đoàn đình theo như các cụ kể lại trước kia, cụ cháu ở trong này đã xây dựng được vài gian nhà thờ để thờ tổ, nhưng do kháng chiến thực dân Pháp đã đốt phá mất rồi. Đến nay dòng họ ta không thể chủ trì trọn vẹn được, có chưa có đến ngày 28 tháng 5 năm 2022 vừa qua, được sự bàn bạc và thống nhất của các cụ trong toàn tổ họ, công tác với sự đồng ý của giáo trưởng và dòng họ ta tập trung sức người cùng với đóng góp của thành viên trong họ, đặc biệt là lòng hảo tâm và quan trọng trong dòng họ đón vợ con hồn. Nhà thờ họ, và hôm nay tại nhà thờ họ ta đã long trọng làm lễ khánh thành nhà thờ tổ với diện tích là 30 m² để có được thành công và kết quả trên. Cháu thay mặt cho dòng họ rất thành cảm ơn và ghi nhận rất lòng nhiệt tình. Cháu là con nhà ai? Con cháu trong dòng họ, nhất là cháu trời thì đã xác định được vai trò và trách nhiệm của mình đối với dòng họ, đã đồng ý tạo điều kiện cho đất.